Trước khi và sau khi này. Dưa này ngọt quá nhỉ. Dưa này chưa dùng lần nào. Dưa ngọt. Kiếm cái đầu màu về làm cây. Đấy, có dễ này vẫn sống mà. Qua chứ. Một trăm hay quá thì đấy, ơi trời tuyệt vời. Đấy, đã thấy lộ cổ rồi đấy. Chân càng là có đấy. Vâng. Lại thành cú vợ rồi. Này, cho ra đi nốt. Tí nữa là đùa. Đang lao mới bỏ nó nột nó ấy, nột sâu vào. Trong một là lấy cái này đục người đục quét nó sâu vào không ấy được. Thôi đừng mặt đây nó vẫn ở này. Bỏ cái dưới này đi nữa. Lật ra rồi. Con này về chỗ này đâu? Bỏ cái phần không chơi cái chân đấy. Đây có cái chân đằng sau đây rồi. Kéo các vào từ nhá. Ngược lên phát cho lùa xuống dưới ngược lên. Đây ơi. Anh cưa mẹ nó một phát nữa đây cho nó ra. Đấy. Đó. Cúng chưa? Nó đóng cái hình 10 vậy không? Cắt lên cái phố này đấy chứ. Đấu rồi. Đấu dây. Này nó mắt ăn mùa đấy. Sao bố mẹ mới chịu đấy không? Bia ngon em. Em chưa bao giờ thấy bia nó ngon này. Nốt cái này đi anh. Sau đấy. Đục nhỏ xong. Đấy. Nốt cổ rồi. Ui, cái dùi đẹp đấy. Đấy ông ơi, vừa mấy hàng mới này. Quỳnh nha. À, Quỳnh ơi. Dạ. Có con này. Đó. Nó đây là ra ngay. Ra
từ trên nó xuống. Bày nguyên vào cả cái mảng vừa rồi tắt. Trong cái đuôi là không đúng rồi. Chuyển dáng này. Này thì cả cái đuôi mới đục, mới đục cái bên kia mới ngọt được. Này các bạn đục. Cho em mượn cái xe chở em ra chỗ này mà anh. Bán được cây. Nó là cây thúi mầm chưa? Mó đây cây thúi mầm chưa? Mó vào cây môi nước mặt để cái cây nó đẻ được. Cái kiểu này thì đúng sao được? Đục được. Cái ông ý là cái cục này rồi. Này. Đây à? Mệt quá. Đi ra đây xem có cái dùi nào mượn không cái. Chả có cái dùi nào mượn trong vời nhỉ. Em không biết đâu. Em nói vợ em bảo nhiều quá thì con hai bà cháu nhà làm hai. Đục bằng hòn gạch thế nhìn nó khó chịu. Cục bé kia nó đẹp hết. Nó rất nhiều tiền. Mấy mấy triệu. Tặng quá không sao gì. Bé con. Cộng đi anh. Kéo quá để ôm để làm chơi. Cộng. Đấy.
sơ bộ thế đã nhỉ, về sáng ra là mầm này đi cắt bỏ mầm này. Lấy lại thôi. Có mầm sẵn đây rồi thì nhờ anh. Nghệ nhân có tiền gạch kia chết giờ thôi ạ. Ôi chán quá anh Nam ấy nhỉ. Ra chợ thì vui. Hôm nay thứ bảy cũng phải là đi làm ấy. Khó đi làm nhưng vẫn đang trốn. Tiếng này nhiều lắm, khổ chưa ra. Hôm nay ông ấy chấm đục kìa, chấm kéo ông không kia có du đục. Mai kia nữa ông ấy du đục. Cái túi này không để được rồi. Đâu ở nhà có dư gắn để không? À thì dư là bằng cái này, bằng con tiện bỏ cái cầu thang. Ôi cái đấy đập lở đầm ấy, đánh đầm. Quên không có điểm không? Nó này kéo này cả đây xuống. Hưởng nuôi gà nó mới bán. Quên tía phải đi mua cái dùi. Nhà có cái dùi Quảng đâu mất rồi. Ở đây ông nào bán dùi anh nhỉ? Trước có cái dùi gió mới mà đã mất rồi. Trước cái ông này chú lên xong này bỏ. Vâng, điên. Đấy, thắng biết làm hàng rồi đấy. Em cắt cái đấy, em bán luôn rồi đấy. Biết làm hàng rồi đấy. Thế lộ cổ ra đấy, lộ ra rồi, cắt ra như nó lổi chân như thế nào. Con ấy đang muốn nuôi thì cắt, có hiu ra đi những người có hiu này. Đục này cái này bóc đầu chú ơi. Dạ. Bóc ra làm nhỏ con mấy đầu đẹp hơn. Bóc đây cũng được sẹo. Đây là một chiếc thân mèo mà con nào nhiều đầu nạp nó ấy. Bây giờ vậy vào đây là nó đẹp ngay này, xong nó sẽ nảy ở cái tâm này, cái gà nó này đây cái này đây.